Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì để theo nguyện vọng của một vị khách hàng của mình, anh ấy là người Thụy Điển và đang công tác một thời gian ngắn ở Việt Nam và có đặt mua cây đàn Đôn Hoàng của mình. Thì anh ấy bảo là làm video để cho anh ấy được xem. Vâng, đây thì bắt đầu thì mình làm cho anh ấy xem thì tiện thể cũng làm cho mọi người xem luôn, nếu mà biết đâu sẽ phù hợp với cái sở thích của bạn thì cũng có một sự lựa chọn dành cho một cái cây nhạc cụ để mình gắn bó lâu dài với nó, để mình chơi, mình giải trí sau những ngày lao động vất vả. Cây này thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy, vẫn là chiếc bao như thế này. Bên trong thì vẫn có những cái phụ kiện, một cái tự học. Đấy, có dây đàn. Và cây đàn. À, bên trong này nó còn có mấy cái phụ kiện linh tinh nữa. À, cái quai, quai để đeo này. Và nhựa thông đó, bao thì rất là chắc chắn nha. Đây, bên trong của chiếc bao đây, độ dày này nó tầm rơi vào mặt ngang này của nó, nói chung là nó rất là dày. Đây, bảo vệ cây đàn tương đối là tốt chứ không nói là tuyệt đối được, cái không không có gì là tuyệt đối, nói chung là nó tương đối thôi. Đấy, anh em mình cứ phải nói thẳng như thế chứ không lại bảo là đúc vào đấy xong bắt đầu về các bạn chẳng may các bạn bị rơi xong nó vẫn bị vỡ, vơi rơi mạnh va chạm mạnh hóa là nó vẫn bị vỡ, thì lại bảo là đây đây là chi tiết cây đàn này. Logo Đôn Hoàng nhá. Còn đây là logo Đôn Hoàng nhưng mà được dập dập cây này thì chất liệu cẩm lai, gỗ cẩm lai, một trong những cái loại gỗ quý mà những người sành gỗ hay chơi để làm bàn ghế ấy. Cẩm lai này chắc, cẩm lai này chắc này, mun này. Đấy, mấy cái hoặc gỗ xưa mấy cái đấy nó cũng xem nhau, nó cũng tầm tầm gọi là cái gỗ đẳng cấp rồi. Chỉ có những cây kia thì nó những gỗ chắc hay gỗ xưa thì nó lại hơn một tí thôi. Sau đây tôi xin test qua âm thanh của nó nhé. Rất là nó dễ kéo, kéo nó dễ mà nó kéo nhẹ thì nó kêu âm nó đã thoát, nó đã vang rồi. Đấy, kéo tôi đẩy rất là nhẹ vĩ mà nó đã oang 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 rồi. Mình không cần phải lựa nhiều là sợ nó bị oét, bị phô hay cái gì cả, nó cái tất cả các quãng của nó tiếng âm thanh nó rất là thoát, nó không bị bì tiếng những cái cây đàn đều đều ấy, thì mình bấm vào dây trong nghe nó cứ bì 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 bì, nó không không được thoát tiếng.
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. Chúc các bạn sẽ có một sự lựa chọn sản phẩm như ý muốn. Tiền nào cũng đấy. Xin chào các bạn.